giai đoạn cuối trận. Nhưng quan trọng là Kali sẽ không đối đầu lại với cặp đó là Mganga cùng với Helen ở trong giai đoạn đầu. Phải đổi thôi, vì Gaming không thể chơi vị tướng Kali đó được, bởi đó vẫn sẽ là một vị tướng cực kỳ mạo hiểm. Và Natalia sẽ được khóa lại đến từ Vgaming, một trong những vị tướng có tỷ lệ thắng là 0%. Nhưng xét về mặt khắc chế thì nó vẫn luôn luôn là một con bài mạnh để có thể đối đầu với Mganga. Và tôi tin rằng có lẽ là chỉ còn ngày hôm nay các tuyển thủ của chúng ta sẽ còn chơi Mganga nhiều thôi. Còn đến trận thi đấu tại nhà thi đấu quân khu 7 thì chưa chắc điều đó đã xảy ra, bởi từ bây giờ đến thời điểm đó sẽ là khoảng 2 tuần. 2 tuần là khoảng thời gian cũng rất nhiều để các tuyển thủ bắt đầu bắt bài được cái con bài Mganga. Đúng là như vậy, và để xem là đến lúc đó thì Mganga có còn được tại vị như ở thời điểm này nữa hay không. Còn San Phantom, bây giờ câu hỏi được đặt ra với họ là họ có muốn lựa chọn Helen để kết hợp cùng với Mganga hay không, khi mà ở phía bên kia đã có được cho mình Natalia rồi. Và câu trả lời của họ là có, cũng là có thôi. Natalia kết hợp với Senel thì liệu có phải là một cặp đôi khiến cho San Phantom lo ngại hay không? Câu trả lời của họ đưa ra sau cùng thì lại là lấy Aoi dành cho Bâng, không phải là Helen rồi. Con bài Aoi mới là sự lựa chọn của San Phantom. Như vậy là Vgaming có thể cấm đi Helen đúng không anh Dũng? Có thể cấm đi. Tôi nghĩ nếu như an toàn thì cứ cấm, bởi dù sao đấy vẫn là một combo cực kỳ lợi hại và nó sẽ khắc chế rất nhiều vào những khả năng cầu máu đến từ vị trí của Maris. Đương nhiên là Maris sẽ thích những vị tướng nào mà nó không có hồi máu hơn là so với việc là sẽ phải đối đầu với Helen. Hãy cùng chờ đợi những sự lựa chọn cấm đến từ Vgaming. Còn với San Phantom, họ đã cấm đi Skirt. Bandum sẽ là sự lựa chọn cấm đến từ bên phía của đội tuyển Vgaming. Họ vẫn chưa nhắm vào Helen. Họ đang tự tin như vậy sao để cho đối phương có một bộ đôi cực mạnh kết hợp cùng với Elsu nữa. Một trận thi đấu mà San Phantom như những gì đã nói, họ sẽ muốn đẩy nhanh thế trận ở trong ván thi đấu thứ hai, một ván thi đấu Snowball, để có được cho mình chiến thắng là 2-0. Chắc chắn là như vậy rồi. Ba vị tướng mà San Phantom lựa chọn đều đang hướng đến việc để có thể thi đấu chủ động ở trong giai đoạn đầu. Còn đối với Vgaming thì có vẻ như là họ cũng sẵn sàng là chơi một cách sòng phẳng với San Phantom khi họ lựa chọn cho mình Natalia và cả Celica nữa. Celica đang ngày càng được lựa chọn nhiều hơn. Và bây giờ thì khi các đội tuyển lựa chọn Celica ở trong một trận đấu BO7 thì nó cũng không quá phức tạp theo kiểu là phải lấy Zip hay là lấy Drac hay là lấy những bài xoay quanh Celica nữa, mà đơn giản là Celica cũng có thể kết hợp với những đội hình thông thường nữa. Sau khi cấm đi Bandum thì Quy là vị tướng tiếp theo mà Vgaming đưa ra. Có vẻ như là họ muốn cấm những vị tướng theo kiểu là có áp lực rất lớn ở trong giai đoạn đầu nhiều hơn là cấm đi Helen. Bởi vì khi đã có Natalia thì dường như là Vgaming không còn lo lắng đến Helen nữa. Nào, bây giờ thì San Phantom sẽ được đá quả bóng Helen. Liệu họ có muốn lấy vị tướng này hay không đây? Richter mới là sự lựa chọn thứ tư đến từ San Phantom. Họ vẫn đang để cho Helen, vẫn giấu được Helen, vị tướng cuối cùng đấy. Họ vẫn đang chờ đợi tôi nhớ xem là còn vị tướng nào đánh mạnh giai đoạn đầu hay không. Còn đó sẽ là ba lốc dành cho cả Vgaming cả San Phantom. Bởi nếu như Richter được đẩy lên khu vực đường tạt thần Seiza thì Senel hoàn toàn có thể đi đối đầu khá tốt với Richter ở trong giai đoạn giữa của trận thi đấu này. Và lấy Helen đến từ Vgaming, tôi đã nghĩ tới việc là Senel có thể được lựa chọn ra rồi, bởi Richter đã được lộ ra. Richter thì đúng là một vị tướng chặt và chém rất đau ở trong giai đoạn đầu, nhưng con bài Senel chỉ cần một món trang bị thôi là áo choàng thần ra hoặc là một cái món trang bị giáp bất kỳ nào đấy thì hoàn toàn có thể đi đối đầu rất tốt cùng với Richter. Hãy cùng chờ đợi sự lựa chọn thứ tư đến từ Vgaming. Không phải thế này, đổi sang Zephyr cùng với Grug. Zephyr cùng với Grug, liệu đây có phải là những phương án chốt hạ dành cho bên phía Vgaming ở trong ván thi đấu này hay không đây? Một lineup thực sự bất ngờ lại chuyển sang Butterfly dành cho Quang Hải ở vị trí đi rừng rồi. Nhưng có vẻ như là chốt Grug dành cho Han rồi, và đúng là đã chốt Grug dành cho Han. Như vậy sẽ là Natalia và Grug, một cặp đôi có thể tạo ra được rất nhiều sự bất ngờ. Nhưng câu trả lời của San Phantom cũng đã có với Châu Na. Đó là sự đấu trí giữa hai huấn luyện viên Titan cùng với No Fear. Một màn đấu trí có thể nói là đã nghẹt thở đến tận những phương án cuối cùng khi mà hai bên đuổi bắt với sự lựa chọn là Mganga và Helen. Nhưng cuối cùng thì Vgaming có được cho mình bộ đôi là Natalia và Grug. Còn bên phía San Phantom thì họ lại lấy Châu Na để có thể counter được Grug ở phía bên kia. Châu Na mới là sự lựa chọn cuối cùng đến từ San Phantom, chứ không phải là cặp Helen kết hợp cùng với Mganga. Như vậy ở trong giai đoạn đầu tiên thì San Phantom sẽ yếu hơn một chút so với cả đội hình của Vgaming, khi mà chính xác là so với cái đội hình thông thường chúng ta thường thấy đó là cặp Helen Mganga. Bởi Châu Na thì đúng là không có nhiều những hiệu ứng khống chế, cũng như là lượng sát thương của vị tướng này cũng không phải là quá vượt trội hơn. Còn với Vgaming, mục đích lựa chọn Grug ở trong trận thi đấu này của Vgaming là gì đây? Liệu sẽ chỉ là thủ bùa đến từ Vgaming hay chẳng, hay họ muốn nhắm thẳng vào Mganga trong tay của Fizz? Bởi đúng là Mganga là một vị tướng có một cái dáng đi nó cũng rất là lù đà lù đù, và tốc độ di chuyển của Mganga cũng là rất chậm. Kéo chuẩn thì đúng là Mganga sẽ có thể lên bảng đếm số ngay, nhưng ngay lập tức thì San Phantom trả đũa bằng con bài Châu Na. Hãy cùng chờ đợi vào Mganga trong tay của Han và Châu Na trong tay của Khoa.
Đương nhiên cặp đối đầu này tôi vẫn đánh giá Chao Na mạnh hơn, bởi về chất tớ thì đương nhiên Chao Na khắc chế ở vị trí của Grak rồi. Và ở trong hy vọng rằng là Han có thể làm tốt với Grak. Đúng là như vậy, ở trong giai đoạn gần đây thì Chao Na không những là khắc chế những vị tướng nhiều CC mà nó lại còn đang quay trở lại mạnh mẽ ở trong meta với một khả năng đi đường nó cũng đã được cải thiện. Tôi nghĩ rằng là cũng đã được cải thiện so với Chao Na của trước đây, và hãy cùng chờ xem là Khoa sẽ sử dụng Chao Na để bảo vệ dành cho Red cùng với Fizz như thế nào, những người chơi chủ lực trong ý đồ muốn đánh nhanh thắng nhanh của bên phía đội tuyển sàn Phantom. Còn VGaming đấy đơn giản là một phương án đặc dị vẫn đúng với bản sắc của họ, và nếu như họ có thể thắng ở trong ván thi đấu này thì nó vừa là thể hiện được sức mạnh và vừa là giữ được một lượng bể tướng rất tốt ở trong những ván thi đấu còn lại. Được cái là trong đội hình của VGaming tôi đang thấy có một combo chưa có cách ngăn cản từ Sài Gòn Phantom, đó là combo Butterfly kết hợp cùng với Sennel. Bởi nhìn vào đội hình của Sài Gòn Phantom thì tôi không thấy hiệu ứng khống chế đâu cả, họ chỉ có những cú chặt và chém đến từ Richter thôi, và Bưng thì có một vài những cái cú làm choáng nhẹ chứ không phải là có những hiệu ứng khống chế nặng để có thể dồn vào vị trí của Butterfly. Đây sẽ là một ván thi đấu mà nếu như VGaming phòng ngự thành công được trong giai đoạn đầu tiên trước đội hình có Morgana của Sài Gòn Phantom thì họ có thể tạo ra được những đột biến đến từ Butterfly trong tay của Quang Hải. Họ đang chơi song phẳng luôn đối với Morgana của Fizz, khi mà Natalia của Maris cũng đã làm tốt ở trong tình huống trao đổi chiêu thức đầu tiên. Ở khu vực nửa dưới bản đồ thì Celica cũng đã đẩy được lính trước, và vừa rồi thì Fizz đã mất ngay cái tốc biến đầu tiên khi đối mặt với cú kéo đến từ vị trí của Han rồi. Han đang có những cú kéo là khá chính xác và ép đi một cái tốc biến sẽ là một tiền đề rất tốt dành cho VGaming ở trong giai đoạn đầu, bởi họ sẽ có quyền được chủ động và đối phương cũng không thể tiến qua được phần rừng của VGaming. Những sự đáp trả đầu tiên đến từ VGaming đã có tác dụng, họ đã khiến cho cái chiến thuật cướp rừng đầu đến từ Sài Gòn Phantom nó không còn hiệu quả nữa rồi. Tạm thời con bài Morgana của Fizz sẽ bị phong tỏa. Thứ nhất, anh ta cũng không có đồng đội có thể kết hợp. Cái thứ hai là anh ta cũng không còn tốc biến nữa. Và ở trong ván thi đấu này thì tôi nghĩ rằng có khi lại thay đổi vai trò dành cho Fizz, khi mà tấn công giai đoạn đầu đang gặp nhiều khó khăn thì Fizz với lượng sát thương và lượng độc cũng có thể sẽ là một phương án để khiến cho Butterfly và Sennel ở phía bên kia phải đối mặt với một lượng sát thương lớn. Dù cho không có nhiều hiệu ứng khống chế thì có lẽ đó cũng sẽ là những phương án hiệu quả nhất của sàn Phantom để đối mặt với bộ đôi của bên phía VGaming mà thôi. Burderby sẽ cần phải thủ thêm một tên lính nữa hộ đường trên, nhưng Burderby đi thì là rất thoải mái với Richter mà thôi, không gặp quá nhiều khó khăn. Đã có được cấp độ 4 đến từ Burderby, và bây giờ thì VGaming họ rất khôn ngoan, họ có quyền kiểm soát được hang rồng nhưng họ lại lựa chọn hang C ra để đứng. Như vậy họ sẽ chờ đợi một tình huống Bưng lao ra đây. Nếu Bưng lao ra thì sẽ là một tình huống rất nguy hiểm cho người đi rừng của Sài Gòn Phantom. Có vẻ như là Bưng biết rồi và quyết định là lùi về đến từ Bưng. Sẽ có thể có hai bùa dành cho VGaming khi mà Sài Gòn Phantom đang chưa tập trung quá đông người khu vực hang rồng ánh sáng. Và nếu như có được hai bùa thì sẽ là một lợi thế rất lớn dành cho những cánh chim vàng đen. Tạm thời là một bùa đã, tạm thời là bùa xê ra được ăn trước đến từ vị trí của VGaming. Và ở phần còn lại thì Red đã giữ lại được con rồng này dành cho đội tuyển của mình, và qua đó thì vẫn là trao đổi bùa mà thôi. Qua bị kéo vào, nhưng đương nhiên rồi, Chao Na thì cũng chẳng lo sợ gì khi bị kéo vào bởi Grak cả. Và Khoa cũng đã lùi về một cách rất thoải mái cùng với Red ở thời điểm này. Tuy nhiên thì khi mà lựa chọn Elsu, hay nói chính xác hơn là lựa chọn một đội hình để thi đấu chủ động nhưng lại đang gặp phải những sự bất lợi trong giai đoạn ban đầu như thế này, thì đối với Sài Gòn Phantom mà nói, đấy không phải là một điều nằm trong tính toán của họ. Đúng là như vậy. Và ở trong những giây phút đầu tiên thì VGaming đang có lợi thế về mặt lượng tiền, về mặt kinh tế thì họ đã dẫn trước đối phương khoảng từ 7 đến 800 tiền. Một cú kéo nữa đến từ Han không có tác dụng với Chao Na, bởi trong thời điểm đó thì Chao Na trong tay của Khoa đang có được cho mình cái nước xoáy và giải được những hiệu ứng rất dễ dàng đến từ vị trí của Grak. Bây giờ thì VGaming đang tập trung 3 người khu vực đường dưới, họ đang hoàn toàn dồn cho Hoàng TD để có thể có một cánh thắng trước Red. Maris ở thời điểm hiện tại anh ta cũng có khả năng dồn sát thương cũng là rất lớn rồi, không thua kém gì, thậm chí là nhỉnh hơn Fizz bên phía bên kia. Đây là Quang Hải, còn Bưng cũng đang có mặt ở đây. Hai bên clear lính rất nhanh, con lính nó còn chưa đi qua được phần sông của mình thì cũng đã bị giải quyết xong rồi. Đây là Quang Hải tấn công một chút vào vị trí của Bưng. Hai bên đánh rất cẩn thận ở trong giai đoạn đầu này, bởi vì họ biết rằng một tình huống di chuyển lỗi và đánh hơi húng một chút thôi thì sẽ là cơ hội cho đối phương. Nhưng đây là chiêu cuối được xả ra đến từ vị trí của Maris, tốc biến đi đến từ Fizz. Cú kéo là trượt đến từ Han nhưng cũng đã có giải đến từ Khoa. Băng lên nó là Quang Hải, nhưng Zero đã có mặt trước vị trí bắt Abby. Sứ mệnh cứu thế được sử dụng, Bưng sử dụng Long Diện chiến công đầu dành cho Red, nhưng Zero cũng đã phải nằm xuống rồi. Khoa càn lên, Hoàng tại đây bị tấn công bởi Red. Red bắn trượt một cú viên chính kích. Phát thứ hai thì có hay chưa? Chưa có phát thứ hai đến từ Red, nhưng Red bắn thường, nhảy thẳng vào nhưng không đỡ được viên đạn đó đến từ Bad Elby. Red vẫn đang được bắn, tốc biến đến từ Bad Elby, nhảy sau qua tường đó là vị trí của Red. Khoa càn lên, tấn công vào Bad Elby và Red sẽ có được chung điểm hạ gục. Tiếp theo hay không đây? Viễn chính kích bắn là không chính xác và không có thêm một điểm hạ gục nào nữa dành cho Sài Gòn Tôm, nhưng họ đang lợi thế hơn. Quang Hải lại một lần nữa gặp Bưng trong rừng và Bưng là người cướp được bồ xanh của Quang Hải.
Một tình huống mà Bâng đã bình tĩnh hơn ở trong quá trình chính trị để cướp đi bùa xanh, nhưng chúng ta xem lại pha giao tranh được mở đầu với một tình huống đụng độ giữa bộ đôi Mganga cùng với Natalia. Rap của Han kéo trượt nhưng Quang Hải vẫn băng vào với sự dũng mãnh đến từ Butterfly, có thêm Senel, nhưng đây là câu trả lời của Sanatom khi gặp phải Butterfly và Senel. Họ có thể quay ngược trở lại với lượng sát thương lớn của mình. Red cũng đã thi đấu tốt, tiếp cận vào vị trí của Hoàng TD, và nếu như viên viễn trình kích ở tầm gần đó giật trúng vào Hoàng TD thì có thể đã là quad kill hoặc thậm chí là mega kill dành cho Red ở trong pha thi đấu này rồi, khi mà BirdLB và Hoàng TD hai người duy nhất không nằm xuống dưới những viên đạn của Elsu là những người cũng đã ở rất gần việc là thêm một điểm hạ gục nữa của người chơi xạ thủ bên phía sàn Mato. Nếu để ý kỹ trong pha giao tranh vừa rồi thì Grack trong tay của Han không làm được quá nhiều điều. Chiêu cuối của anh ấy chỉ trúng ở vị trí của Fizz và hút được Fizz trong một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Còn ngược lại, Khoa thì lại làm được rất nhiều thứ với vực hỗn loạn của mình, và khả năng băng càn là cực kỳ mạnh mẽ đến từ Chau Na. Một cú pháo thần công vừa được dựng ra đến từ vị trí của Hoàng TD, cấu đi được nửa cái máu của cái trụ thứ nhất khu vực đường dưới. Tuy nhiên nó chưa đủ để khiến cho VGaming có thêm một pha ép trụ. Đấy là Maris sấy rất đau vào người của Khoa. Khoa đã mất đi nửa cây, nhưng nếu như có thêm sự góp mặt của Bâng nữa thì cũng khó để VGaming có thể có được cho mình cái trụ này. Khoa vẫn tiếp tục ở lại, và những viên viễn trinh kích của Red vẫn đang được xử lý quá tốt, và những nhịp đua oi của Bâng vẫn đang là đủ ảo diệu để khiến cho Hoàng TD phải lên bảng đếm số rồi. Tỷ số được nâng lên là 4-1 dành cho bên phía của đội tuyển Sài Gòn Phantom, và những viên viễn trinh kích của Red nó vẫn đang liên tục chuẩn xác vào các thành viên bên phía của đội tuyển VGaming. Còn Chau Na thì khiến cho rắc của Han thật sự là đang khóc thét ở trong ván thi đấu này rồi. Thực sự là một ván thi đấu mà Han cũng chưa thể làm được điều gì cả, có kéo trúng nó cũng không có quá nhiều tác dụng cơ, chứ chưa nói là kéo trượt. Còn Red thì đang thể hiện một bộ mặt quá khủng khiếp ở trong ván thi đấu này, liên tiếp là những cú viễn trình kích chính xác và hạ gục thành công được các chủ lực của đối phương. Bây giờ sẽ là một thế ép ngược trở lại đến từ bên phía của đội tuyển Sài Gòn Phantom ở khu đường trên. BirdLB sẽ phải 1-3. Tốc biến đến từ BirdLB quyết định là giải quyết tân lính. BirdLB làm được cái này không đây? Giải quyết được tân lính rồi, sẽ phải mất đi chung điểm hạ gục này không? Có sứ mệnh cứu thế chưa đáp được xuống. Quang Hải phải 1-3. Rất khó để cho Quang Hải mở vùng diệt quỷ đến từ Zero, và Quang Hải chưa thể có được cho mình điểm hạ gục của Zero. Bớt làm hay hết sức có thể rồi, với một chất tướng đù như Senel cân 3 và thủ trụ được ở trong tình huống thi đấu đó mà còn thiếu chút nữa tạo cơ hội dành cho Quang Hải thì cũng đã là rất tốt rồi. Nhưng bởi vì khả năng di chuyển cơ động đã đem đến những ưu thế về mặt lượng người dành cho Sài Gòn Phantom, nên ở phần nửa trên họ vẫn luôn hơn người để có thể đẩy lùi Quang Hải và BirdLB. Còn ở nửa dưới thì bộ đôi Hoàng TD và Han cũng chưa thể làm được gì cả. Natalia của Maris có những lần kết hợp cùng với Rock, tuy nhiên thì khi tấn công vào Chau Na thì vẫn chưa đủ sát thương để khiến cho Khoa cảm thấy si nhê gì cả. Sự xuất sắc của bộ đôi Chau Na Elsu nó đang khỏa lấp đi những thứ mà Sài Gòn Tôm có lẽ là họ cũng mong muốn ở trong giai đoạn đầu, đó là cướp rừng. Họ cũng không cần cướp rừng, họ đánh thẳng vào lan của đối phương. Đây là Bâng, băng vào với Long Diệt. Cú né chiêu hút đến từ Bâng là rất hay. Dựng pháo dàn đến từ vị trí của Hoàng TD, bắn và giải quyết thành công được tơn lính này, và có thêm sự xuất hiện của BirdLB nữa. Sài Gòn Tôm hài lòng bởi họ đã câu được cho mình đó là cái sứ mệnh cứu thế. Còn Maris thì lại đang gặp nguy hiểm. Maris vừa bị quay lại bởi bộ đôi Fizz cùng với Zero ở phía bên kia, trong khi đó thì Quang Hải là người duy nhất ở khu vực nửa trên và đã tranh thủ có được con xe ra thứ hai dành cho VGaming. Qua đó thì cũng cân bằng lại được lượng mục tiêu mà không để cho sàn Phantom vươn lên sau những mục tiêu đầu tiên. Nhưng bắt đầu từ phút thi đấu thứ 8 với những lợi thế đang có thì không biết là sàn Phantom có muốn đẩy nhanh tốc độ hay không đây, khi đội hình của họ hoàn toàn là một đội hình có khả năng tạo ra cầu tuyết được. Và ở thời điểm này thì Fizz đang chờ đợi một tình huống ganh dành cho Red và Khoa, nhưng có lẽ là Mganga cũng hơi khó khi mà sải tay của đối phương cũng là dài, và Mganga của Fizz thì cũng chỉ có thể đóng góp được những điểm kiến tạo tính đến thời điểm này mà thôi. Đang hướng lên cho mình giáp Gaia để có thể đối đầu tốt hơn với Natalia của Maris. Han kéo thì cũng trúng đấy, nhưng mà kéo toàn trúng vào Chau Na như thế này thì đúng là rất khó dành cho vị trí của Han. Hoàng TD đang đẩy lên với một con xe ra tiên phong, con xe ra tiên phong rất khó chịu. Và bất ngờ là Red lại không thể có những cú viễn trình kích để có thể dọn đi con xe ra tiên phong, khiến cho Sài Gòn Tôm mất đi cho mình một cái trụ. Tuy nhiên cái trụ này cũng không quá quan trọng, bởi tôi nghĩ rằng sớm hay muộn thì Sài Gòn Tôm cũng sẽ có được trụ thứ nhất của đối phương thôi. Con rồng này cũng sẽ chưa được ăn đến từ bên phía của đội tuyển VGaming. Bên phía của VGaming họ đang hướng lên nửa trên nhiều hơn thì phải, khi Quang Hải đã di chuyển lên rồi. Han cùng với Hoàng TD chỉ cố gắng giữ tầm nhìn cũng như là kiểm soát vị trí của đối phương ở đây thôi. Maris sẽ giúp cho Quang Hải kiểm soát thật nhanh thêm con xe ra nữa, và với con xe ra thứ ba này nó là xe ra bóng tối thì đây sẽ là cơ hội để VGaming có thể tấn công sâu hơn vào trụ của đối phương với pháo thần công đến từ Celica, với những tình huống băng càn của Butterfly. Bên phía sàn Phantom đang muốn đổi lại con rồng, nhưng họ có ăn kịp hay không đây? Câu trả lời là có, khi người giữ lại rồng là Fizz. Như vậy là vẫn kịp đến từ Sài Gòn Phantom, bởi dù sao thì VGaming cũng sẽ bị dính bùa hại ở trong tình huống đó, khả năng dồn sát thương sẽ là kém hơn. Nhưng đây là pháo thần công được dựng ra đến từ Hoàng TD, không thể ngăn cản được pháo thần công này đến từ Hoàng TD. Một pháp phòng ngự cũng có lẽ là cũng không thể phòng ngự nổi đến từ Sài Gòn Phantom, và mất đi cho mình cái trụ thứ nhất ở khu đường giữa một cách dễ dàng quá. Bỗng nhiên thì VGaming lại kiểm soát quá tốt những con xe ra, đó là cái tiền đề để cho họ có được cho mình những cái trụ.
Và khi mà đã có được cho mình cái trụ thứ nhất ở khúc đường giữa rồi thì thế đánh lại quay ngược trở lại dành cho bên phía của đội tuyển VGaming. Tầm này thì Maris cũng sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm trước những pha đứng rình rập đến từ Zero nữa. Anh ta sẽ có quyền được đẩy trước so với đối phương. Còn Han thì bây giờ có lẽ cũng không cần phải đi cặp cùng với cả Hoàng TD. Đi cặp cũng khá phế bởi kéo vào trong nam cũng không có quá nhiều tác dụng. Nhưng nếu như đi di chuyển thì có thể